Xin chào anh chị nhé. Vừa nãy mình có quay một cái video trong vườn rồi. Bây giờ mình quay thêm cái video thứ hai là chỉ hướng dẫn đường để vào đất anh chị nhé. Đất của chúng ta là trước mặt anh chị nhé. Đây là đường bê tông này, đây là đường bê tông này. Bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đất ra ngoài đường nhựa là xem bao nhiêu mét nhá. Vừa nãy thì tôi được giới thiệu là được 600 mét nhưng mà không biết có phải đấy không. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái video thứ hai, tôi quay cho anh chị là từ đây ra đường nhựa là bao nhiêu mét. Mình cũng giới thiệu cái vị trí mình đang đứng luôn nhé. Vị trí mình đang đứng là thuộc xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và cái diện tích đất của chúng ta là 3 mẫu 1 và cái giá bán là 1 tỷ 8 trên 1 hectare anh chị nhé. Và bây giờ mình mời anh chị đi cùng tôi đo con đường này từ đây ra đường nhựa là bao nhiêu mét anh chị nhé. Rồi, mời anh chị. Ở xung quanh của chúng ta là có dân nhé, trước mặt là dân này. Đó. Đó, đây là dân luôn rồi anh chị nhé. Và đường của chúng ta là hai mặt đường anh chị nhé. Mặt đường bê tông và mặt đường bên kia nó chuẩn bị làm nhựa anh chị nhá. Đó, nhà dân này, dân ở này. Đó. Đó, hai bên đều có dân anh chị nhá. Đó. Đường bê tông hóa hết rồi. Rồi, trước mặt của chúng ta là đường nhựa anh chị nhá. Phải không ạ? À xin lỗi anh chị, không phải mà cái công ty nào đó nó đây là nhà dân hả? Nhà dân hoặc cái công ty nào đó người ta phân nền nhá. Người ta đã phân nền ở ngoài này. Đó. Đây rồi này. Phân nền người ta mua đất đấy anh chị, và người ta cũng đã phân ngoài này rồi nhé. Đó. Đó, nhà dân kìa, nhà dân luôn anh chị nhé, hai bên mặt đường đều có nhà dân nhé. Ở đây chợ gần luôn, gần chợ, gần trường học, trạm xá luôn anh chị nhá. Ra đây là dân cư đông đúc. Từ đó ra đây là khoảng chừng 600 mét anh chị nhá, 600 mét thôi. Rồi. Rồi, đây là ra DT41 này. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video và nếu anh chị quan tâm đến cái sản phẩm này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645130 anh chị nhá. Cảm ơn anh chị.